Rồi, chiều nay chào mấy anh em ha. Bữa nay em cũng mới vệ sinh được mấy con máy Magu nè. Để mấy anh em tham khảo ha. Mới mới đẹp đẹp không anh em ơi. Magu 23. Magu 20. Magu 26. Magu 20. Magu 268. Magu 20. Magu 23. Đẹp đẹp không anh em ơi. Con này thì mấy con này nó dao động thì cũng khoảng 1,6 triệu, 1,7 triệu rồi anh em. 6 triệu 7 triệu 8. Nhưng con này là 1,8 triệu nè. Chóc tem. Mấy con này cũng đẹp đẹp không mà nói chiều nay mình quay chơi con này đi. Nói về con này nè. Con này là quá trời quýt rồi. Là siêu phẩm nha mấy anh em. Con này là mình đem về mình chưng chơi được nè. Nó đẹp gì đâu mà đẹp, đẹp từ ly từ tí luôn. Nè, anh thấy mấy anh em thấy không? Con 268. Con ốc ác là của nó nè. Đây nè. Mình coi dây giật nè. Nè, dây giật thì nó có hơi bị ố một tí ha, nhưng mà cái máy này thì chắc có lẽ là nó xài khoảng 5 lít xăng cùng. Có thể là chưa xài không chừng nữa. Quá trời nó đẹp cái con máy. Bình xăng ở trong này mấy anh em ơi. Quá trời quá đất. Đẹp. Rồi, anh em thấy không? Bồ nè. Quá nhức nhích quá. À, nó trắng bóc ha. Này tùm nè. Này tùm này nè. Con này thì nếu có anh em giao lưu á thì để dành làm kỷ niệm thôi ha. Con này là 2,5 triệu. Magu 268 này nè là 2,5 triệu. Nói chung là cây máy này mình đem về thì mình chỉ có chưng coi chơi thôi chứ chạy bọng gì. Quá trời nó mới. Đẹp như mới. Còn mấy con này có xài rồi nha. Cũng ngon, chạy chùa cũng có chạy. Nói chung là hàng này có Nhật có xài rồi, mấy thằng này có xài rồi. Có xài rồi. Nói chung là xài cũng tương đối đó. Còn đặc biệt cái con này nè, quá trời nó đẹp. Không cảnh chiều nên thơ quá. Rồi mấy anh em có cần xài thì liên hệ mình ha. Số điện thoại của mình là 0934567095. Kết bạn Zalo của mình rồi mình quay tận tình mình tách máy cho anh em coi. Chiều xe quá. Rồi chào mấy anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây.